Đi vào mà ăn cỏ đi mà. Hay đi rừng rồi có cỏ sẵn kia rồi. Ở trong ăn. Chân khỏe rồi nha. Cho đi theo nhé, cho đi theo đi về thăm thăm quê hương. Đây các bác ạ. Đây là cái công tác chuẩn bị mà sau khi mà bọn em đi rừng thì thường ở buổi sáng thì em sẽ cho tất cả các con vật ăn chó mèo và lấy cỏ về băm cho mập ăn để chuẩn bị cỏ cho mập ăn trong một ngày. Thì bây giờ thì vợ chồng em lại tiếp tục với công việc đi lên rừng tìm kiếm thảo dược. Thì đấy như các bác thấy đấy, cứ mỗi lần mà nó thấy em chằng đồ đạc kề nó ra thì nó biết là lại chuẩn bị đi một ngày đi làm sẽ phải xa chủ nên nó rất là cuốn đấy. Thì bây giờ thì em sẽ chuẩn bị xong mọi đồ mọi thứ rồi, kiểm tra xe cộ xong thì bây giờ là vợ chồng em tiếp tục lại lên rừng đi tìm kiếm thảo dược. Bây giờ thì em cũng mời các bác cùng theo bước chân của vợ chồng em này có một cái buổi trải nghiệm đi rừng tìm kiếm thảo dược như các bác nhé. À, ok đi vào nhà nhá. Vào nhà thôi. Đấy, đúng rồi, ăn quả đi. Quả đi ở nhà nhé, thôi nhé. Vợ chồng em hôm nay lại chào các bác nhé. Chào các bác nhé. Hôm nay vợ chồng em lại vào rừng rồi các bác. Đi lên. Đây là mới lên đến nửa cái đỉnh rừng mà bọn em hay đi thôi. Cái mồ hôi mồ kê. Thời tiết hôm nay như kiểu cứ tí mưa tí nắng thì nó oi. Nó gánh mưa nó oi. Đoạn rừng này thì cũng khá là nhiều cái tre nhưng mà mùa này thì là không có măng các bác ạ. Mùa này thì không phải là mùa măng. Hôm nay thì nhà em thì là vẫn tiếp tục cái công việc thì thường là nhà em đi vào rừng để lấy ba kích và một số loại dược liệu như cây cao cẳng, cỏ mắt gan với lại một số loại tốt cho xương khớp. Ui, đoạn này nhiều cái cỏ mắt gan chưa này. Rất nhiều toàn bị to đây nhé. Củ đào đấy còn ít nữa. Tốt chưa? Đấy vừa rồi thì em cũng có chia sẻ rất là nhiều về cái cây cỏ mắt gan. Thế nhưng mà rất là nhiều bác thì cũng chỉ biết cái củ cỏ mắt gan mà em chia sẻ, còn chưa biết cái hình dáng cái cây cỏ mắt gan như nào. Thì nhân tiện ngày hôm nay bọn em đi rừng để lấy cái cỏ mắt gan về sử dụng ấy, thì em cũng xin chia sẻ lại về qua với một chút về cái hình dáng cũng như cái công dụng của cái cây cỏ mắt gan đến các bác nhé. Thì đây các bác, trước mặt em là đây là cái hình dáng của cây cỏ mắt gan này các bác này. Thì cái cây này ấy, thì nó có cái lá thì rất là giống lá chia. Công dụng là mát gan, giải nhiệt và giảm nóng trong rất là hiệu quả các bác. Thế nên là ở chỗ em thì dân thường sẽ gọi theo tên theo cái công dụng của nó là cái cây cỏ mát gan. Còn không biết chỗ các bác để có tên gọi khác không, các bác cùng chia sẻ để mọi người cùng biết thêm cái tên gọi khác của cái cây cỏ mát gan này các bác nhá. Thì đây lại đây hình dáng thân và lá của cái cây cỏ mát gan đây. Bây giờ em sẽ đào lên để chia sẻ với các bác cái phần củ nhá. Và đây là cái phần củ của cây cỏ mắt gan các bác. Thì với cái cây cỏ mắt gan này ấy, thì cả thân lá và phần củ nó đều có cái thể sử dụng được, nhưng mà chủ yếu cái dược tính nó sẽ làm nhiều nhất ở cái phần củ này. Thế nên là em sẽ chủ yếu là em sẽ lấy phần củ được các bác, còn phần thân lá thì nó ít cái dược tính hơn thì em sẽ bỏ đi. Đấy, thì là đây là cái phần củ đây. Và cái cách sử dụng của cái cây cỏ mắt gan này cũng khá là đơn giản các bạn. Mình về chỉ việc là cho vào đun nước. Đấy, hãm nước ấy, mình đun nước lên để mình sử dụng thôi, rất là thơm ngon.
Đấy, khi các bác đi rừng mà các bác gặp những cái cây mà có cái hình dáng thân lá như này thì các bác đào lên và lấy cái phần củ về để sử dụng rất hiệu quả trong mùa hè các bác nhá. Đây các bạn, buổi trước thì có vài video thì các bác có hỏi là John Music đợt này đi đâu mà các bác không nhìn thấy John Music. Đây các bạn, đây là bà John. John ơi, John đợt này là làm mẹ rồi các bác. Đây là mấy cái con chó, con của con John này. John sinh được 5 con, cả ngày chỉ nằm ôm con thôi. Con này nó rất là quấn con đó các bạn, ngày nào cũng chỉ ở trong này ôm con. Nên con lớn như thế này rồi, con sinh được mấy ngày rồi, thế nhưng mà chẳng khi nào nó đi ra, lúc nào nó cũng nằm ở trong đấy nó ôm con đấy. Đây là mấy con của con John. John đây, John dậy ra xem nào. Ra đây John, dân đây, dân ra đây, dân đây, dân nằm ôm con. Nhỏ ơi, mấy em xinh xinh, mấy em đáng yêu nhở, đáng yêu thế. Hai con đen thui lùi thế này à. Ôi trời ơi, trời ơi, đánh thui thui lùi như thế này à.